đóng mà riêng này. Dạ, cái này mà đóng lên mà riêng. Mối cơm riêng này. Dạ. Mùa chói á. Ta lại đôi kia. Sạ mùi á. Ta lại đôi kia cho mùi na gì. Chân chưa à, dù phật mùi hay dù nó mùi mình. Thôi đấy. Đấy, dù này sạc khỏi này, mới được cua trong nhầm. Anh ấy bay bà riêng. Chờ anh ấy mùi mán. Anh ấy mùi mà riêng. Này mùi mà đi á, giờ này mùi là trái mùi á. Này giờ mùi. Mặt cái đau. Mặt cái đau. Vô. Này mùi này, bà. Bà cái đau vô ấy. Bà ấy. À lấy có. Anh ấy mùi mà đi ra nè, anh ấy cũng thay cô này. Anh chân cô. Okay, raise your hand if you understand the rule. Good. I want everybody to stand up. Okay. When the music stops, I want you to sit down. Now, sit down. Sit down. That's how you do it, okay? Make sure you find some place to sit because we'll be eliminating chairs. Round by round. You got it? Trang tự nói bạn không biết mà. Như này. Ôi, mới cả anh thông. Tay chọt vô chơi vô. Oh.
lúc trâm trâm nà nà chê nâng tục bắp bắp trâm trâm lại mơ mình này, ơi cái đàm mùi, ơi lạc chân là còn, à pi kêu hèn nè, pi tôi là mùi à hèn, hạt miên lôi anh nhôm nặng thì tuyệt vời, let's go. จอดเนี่ยเต้าจอดเนี่ยเต้าจอดเต้าจอดเอาจอดเนี่ยเต้าเฮาได้โอ้ยเพิ่นจังมาท่าไปยิงถือบอนบานบอนถือบานบานบานบานมันซีซโนบ้านมากระทาจังตึอะลาเอ้ยโอเค now we gonna decide who the winner is it's $200,000 cash ណាសោកូនម៉ែមួយកូនឪមួយអត់ទេគេហើយសូមមកយុទ្ធធរចឹងឈ្នះហើយណោះណោះអត់ទេអត់តន់ឥឡូវចេះក្មួយសៃឡើងមកលើឆាតមកគេថាទៅហៀហើយអាមួយកូនអូទៅបាក់ទៅខ្លាញ់បាក់មកបាក់មាត់ស្អីអឺឈ្មោះអីទៅឈ្មោះអីSienna. How old are you, Sienna? Eight. What grade are you in? Third grade. Third. Oh, chết bán, chờ con sai vậy. Oh, Sienna, you are a winner for that game. How do you feel? Good. Very good. You want to say something to the guests? Thank you. Thank you. Happy New Year.Thank you ដល់បាទឈ្នះកូនអូវចឹងទៅកុំព្រមទៅកូនអើយនេះ this is your prize okay today you give it to your parents take them to the car dealer and get a new car okay yeah good job here you go congratulations okay សូមតែដៃអស់សាទរមួយសៀណា okay you are now thank you រឹបអូចាំមកឈ្មោះ2អូអូហ្នឹង2យ៉ាអើយចឹងតែបានលឿនណាស់អូខេចុះចុះមួយណាស់ទៅអរគុណឥឡូវសុំកៅអីមកវិញសុំអញ្ជើញចាស់ចាស់ម្ដង